Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư, trả lời câu hỏi của luật sư giang hồng thanh về việc ủy quyền cho con gái là chu duyệt phấn và hai người cháu đi thu hồi nợ thì con gái có gặp áp lực gì không bị cáo trương mỹ lan trả lời nếu không có sự hỗ trợ của hội đồng xét xử và cơ quan chức năng thì chắc chắn con gái bà sẽ gặp nhiều áp lực theo bà Lan, con gái bà bị mắc bệnh bại liệt tới tận năm 15 tuổi mới có thể đi lại bình thường. Thời gian gần đây, sức khỏe Chu Duyệt Phấn có dấu hiệu không tốt. Bà định đưa ra nước ngoài kiểm tra nhưng chưa kịp thực hiện thì vợ chồng bà bị bắt giữ. Bà Lan lo lắng nếu con gái mình quá áp lực, bệnh tình sẽ tái phát. Trước lo lắng này của bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tọa Phạm Lương Toàn cho biết, tòa đã có thông báo hội đồng xét xử và các cơ quan tố tụng sẽ giúp bị cáo thu hồi nợ để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bà Lan cho biết Chu Duyệt Phấn cũng đang giao bán tòa nhà ở Hà Nội trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng chồng là ông Chu Lập Cơ cũng có đơn nhờ hội đồng xét xử hỗ trợ thu hồi các khoản nợ mà các cá nhân và tổ chức đang thiếu nợ chồng bà để khắc phục hậu quả. Trả lời câu hỏi của các luật sư để làm rõ thiệt hại, hành vi của các bị cáo, ông Chu Lập Cơ, chồng của Trương Mỹ Lan nói bản thân sở hữu hơn 99% công ty cổ phần đầu tư Times Square chu lập cơ đã ký văn bản cho phép vợ mình sử dụng tài sản để thế chấp nhằm giúp tái cơ cấu ngân hàng scb theo đề nghị về lần ký thứ hai mặc dù trương mỹ lan không nói gì nhưng bị cáo vẫn ký vì nghĩ là để giúp ngân hàng bị cáo dù không biết tiếng việt nhưng tin tưởng vào nhân viên trợ lý của mình nên vẫn ký chu lập cơ trình bày và nói thêm không biết gì về tình hình sử dụng các tài sản khoản vay tại scb Bị cáo hoàn toàn không nghĩ sẽ có hậu quả như hôm nay. Bị cáo không cố tình ký văn bản. Bị cáo thừa nhận mình ký là sai. Bị cáo mong tạo điều kiện cho bị cáo khắc phục, Chu Lập Cơ trình bày. Bị cáo Chu Lập Cơ bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Theo cáo trạng thực hiện theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Chu Lộc Cơ đã ký biên bản họp đại hội cổ đông quyết định số 13 ngày 10 tháng 12 năm 2012, biên bản họp hội đồng quản trị ngày 12 tháng 12 năm 2012 của công ty Times Square chấp nhận thế chấp tài sản của công ty bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân tổ chức do bà Lan chỉ định. Sau khi có tài sản đảm bảo để vay vốn, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty Times Square lập các hồ sơ vay vốn khống, nhờ người đứng tên các khoản vay và ký khống hồ sơ thủ tục vay vốn. Bằng phương thức này, từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, Chu Lập Cơ đã giúp cho Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống để giải ngân số tiền tại ngân hàng SCB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng. Tổng số tiền giải ngân là hơn 29.400 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm. Đến năm 2017, do phương án vay vốn là lập khống, khoản vay chỉ dùng trả nợ xấu, không có nguồn để thu hồi gốc, lãi nên các khoản nợ đến hạn nhưng không trả được. Trường Mỹ Lan tuyết phục Chu Lập Cơ ký biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Times Square ngày 15 tháng 8 năm 2017. Biên bản này cho phép tiếp tục sử dụng tài sản của công ty Times Square để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho 54 khách hàng đang vay vốn tại ngân hàng SCB nhằm gia hạn nợ tổng dư nợ hơn 35.500 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 17 tháng 10 năm 2022, tổng nghĩa vụ các khoản nợ chu lập cơ ký hợp thức thủ tục còn 46 khoản với dư nợ gốc là hơn 19.500 tỷ đồng, tổng cộng dư nợ là hơn 39.200 tỷ đồng. Sau khi đối trừ giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay mà Chu Lập Cơ đã ký các tài liệu để hợp thức vay vốn nêu trên là hơn 30.000 tỷ đồng. Căn cứ kết quả xác minh tại ngân hàng SCB, kết quả ghi lời khai các bị can, cơ quan điều tra xác định Chu Lập Cơ có vai trò giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan phạm tội gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 9.100 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Chu Lập Cơ thành khẩn khai báo, bị can đã nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Các luật sư tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB. Luật sư Trần Minh Hải hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan về việc SCB đang quản lý 649 tài sản có nguồn gốc của bị cáo Lan. Theo luật sư Hải, bị cáo Lan đang thụ hưởng 649 tài sản này nhưng các tài sản chưa được tính khấu trừ vào để giảm thiệt hại trong vụ án. Bị cáo có đồng ý giao 649 tài sản này cho SCB khấu trừ thiệt hại không? Luật sư hỏi bị cáo Lan. Bị cáo Lan trình bày, tôi đồng ý nhưng không phải giảm thiệt hại vì tôi không làm gì sai. Tôi cho SCB mượn tài sản để giải quyết các vấn đề tài chính của SCB nhưng phải định giá đúng giá trị tài sản. Liên quan đến 649 tài sản này, cáo trạng thể hiện quá trình tạo lập các hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã đưa 1.166 mã tài sản để đảm bảo cho 1.284 khoản vay. Tổng giá trị tài sản đảm bảo đã bị nâng khống ghi nhận trên sổ sách là 1.265.504 tỷ đồng. Tại thời điểm định giá lại các mã tài sản trên, vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, đối với 1.166 mã tài sản, để đảm bảo cho 1.284 khoản vay thuộc trách nhiệm của bị cáo Trương Mỹ Lan, thì công ty thẩm định giá Hoàng Quân SCB thuê thẩm định lại. Chỉ định giá 726 mã tài sản, 440 mã tài sản còn lại không định giá vì các tài sản là cổ phần cổ phiếu quyền tài sản bất động sản, không đủ hồ sơ pháp lý tài sản. Một số tài sản không thuộc phạm vi định giá lại. Đồng thời, trong 726 mã tài sản có giá trị định giá được, Công ty thẩm định giá Hoàng Quân cũng cho rằng có 209 mã tài sản không đủ điều kiện pháp lý để tiến hành xử lý tài sản vì không có hợp đồng thế chấp cầm cố, hợp đồng thế chấp chưa được công chứng, tài sản chưa đăng ký, giao dịch đảm bảo đúng quy định. Ngoài ra, bị cáo Lan đề nghị hội đồng xét xử giúp chuyển 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Trí hoàn trả cho bị cáo để đưa vào SCB, giúp SCB giải quyết bài toán kinh tế tài chính trong ngân hàng. Bên cạnh đó, theo bị cáo Lan, bị cáo không gây thiệt hại cho SCB nhưng cam kết đưa tài sản của mình vào để giúp SCB khắc phục hậu quả. Khi được hỏi về số hút cổ phần của bị cáo Lan và bạn bè tại SCB, bị cáo Lan trình bày sẽ ủy quyền số cổ phần của bị cáo, đồng thời có thể trao đổi với bạn bè của bị cáo để ủy quyền toàn bộ số cổ phần cho ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, cần hội đồng xét xử tạo điều kiện cho bị cáo. Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày cụ thể hơn, nếu được hội đồng xét xử hỗ trợ, bị cáo có thể liên hệ với các cổ đông nước ngoài này, không hủy ngang cổ phần tại SCB, từ đó có thể đảm bảo một phần nào thu hồi khắc phục thiệt hại cho SCB. Thông qua câu hỏi của các luật sư, các lãnh đạo SCB khai từ trước đến nay họ không làm việc với các cổ đông nước ngoài và do Trương Mỹ Lan thực hiện. Theo cáo trạng tính đến tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan sở hữu chi phối 1.394.253.393 cổ phần ngân hàng SCB chiếm 91,536% vốn điệu lệ do 27 pháp nhân cá nhân đứng tên giúp. Trong số 27 pháp nhân này, có 5 pháp nhân là cổ đông nước ngoài là Noble Capital Group Limited 9,4%, Glory Capital Investment Limited 4,6%, Galaxy Capital Investment Development Limited 4,6%, Day Glory Development Limited 4,6%, Reagan Fund Investment Limited 4,6%. Luật sư Phan Trung Hoài, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, là người đầu tiên tham gia xét hỏi ông phan trung hoài đã đặt câu hỏi đối với các bị cáo là cựu lãnh đạo ngân hàng scb nhằm làm rõ vai trò của trương mỹ lan tại ngân hàng scb mối quan hệ giữa trương mỹ lan và các bị cáo này về tầm ảnh hưởng của trương mỹ lan tại scb bùi anh dũng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb khai trương mỹ lan thường mở các cuộc họp với sự tham dự của dũng cùng trương khánh hoàng khi đó giữ quyền tổng giám đốc ngân hàng scb Trần Thị Mỹ Dung, khi đó là phó tổng giám đốc ngân hàng SCB để bàn về công việc tại ngân hàng. Bùi Anh Dũng thừa nhận, trong thời gian làm việc tại SCB, tất cả vấn đề từ kinh doanh đến nhân sự, mình đều xin ý kiến Trương Mỹ Lan. Theo bị cáo Dũng, Trương Mỹ Lan là người kinh doanh giỏi và được nhiều người kính nể trên thương trường. Lý giải về vai trò của mình tại ngân hàng SCB, Bùi Anh Dũng cho hay bản thân có xuất phát điểm từ nhân viên ngân hàng nên đến khi làm chủ tịch hội đồng quản trị, Dũng chỉ nghĩ mình như những nhân viên khác đi làm thuê cho ngân hàng. Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB khai, bản thân bắt đầu làm việc tại ngân hàng SCB từ tháng 5 năm 2010 đến tháng 9 năm 2022 với cương vị phó tổng giám đốc. Có nhiệm vụ quyền hạn trong việc phê duyệt cấp tín dụng đối với khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền của mình. Dung cho biết trên hồ sơ pháp lý, Dung được Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB tiến cử làm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB. Tuy nhiên, trên thực tế, việc bổ nhiệm Dung là do Trương Mỹ Lan quyết định. Dung thừa nhận, thường xuyên gặp và trao đổi công việc với Trương Mỹ Lan trong thời gian làm việc tại SCB. Bên cạnh đó, Dung còn nhận chỉ đạo trực tiếp từ Lan để truyền đạt chỉ đạo các thành viên tại ngân hàng SCB hợp thức hồ sơ khống, giải ngân để rút tiền cho Lan sử dụng. Dung thừa nhận, biết việc Trương Mỹ Lan đưa tài sản của mình vào SCB để tái cơ cấu ngân hàng, trong đó giai đoạn bắt đầu từ năm 2012. Trương Mỹ Lan có đưa một số tài sản như tòa nhà Sài Gòn Times Square, chợ vải, khách sạn Windsor vào tái cơ cấu để làm phương án vay mới, nguồn tiền để trả nợ cho các khoản vay cũ, Giai đoạn từ năm 2021 đến nay, Dung không thấy Trương Mỹ Lan đưa tài sản vào để tái cơ cấu SCB. Tương tự, bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB cho biết, Trương Mỹ Lan là người đề cử mình lên làm phó tổng giám đốc ngân hàng vào tháng 5 năm 2021. Trước khi làm việc ở SCB, Hoàng Từng làm ở các công ty tập đoàn bất động sản. Sau đó, thông qua Nguyễn Phương Hồng gặp và được Trương Mỹ Lan bổ nhiệm làm lãnh đạo ngân hàng SCB. Bị cáo Hoàng Khai, dưới góc nhìn của mình, Trương Mỹ Lan là người đỡ đầu của ngân hàng SCB, đa phần các tài sản thuộc quyền quản lý của Lan. Lan là người quyết định điều hành hoạt động của SCB. Việc bổ nhiệm lãnh đạo SCB thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, nhưng Trương Mỹ Lan là người đề bạc bổ nhiệm các vị trí cấp cao ở SCB ngoài ra việc tái cơ cấu các khoản nợ của scb đa phần thuộc về nhóm của trương mỹ lan